rung phết trán thua ao tuyết mía rì thủng đại tế chẳng xem rạp khai này nếu xem chào chun ông ông tỏ khnì cầm ao mi ca song sai từ tiệt chẳng chỉ thò mặt ra tuyết mía rập bò nhớ cứ vi miên phiệp dứt rập bò vía chẳng nằm bên đã bong bò rung phết ha cứ vi nông vơ từ lọp tơ sập phiệp đàng vĩnh thua bây chỉ bong bò rung phết nhục nhọp quả đào ta bớt xanh chỉ bong bò rung phết nhục nhọp ha tuyết mía rập bò nhớ có ai mi ca rập lục này bên tai vi mình rì thủng tế chẳng ông ông tỏ khnì chụp mi ca song sai từ tiệt nè chị tu tư mê chị vật nhi thế ạ việc cả đa vật đất đời được bỏ sạch trầy chẳng bằng này thà bật sân chia sạch trầy nô mò đất đời được dạp bê xam sập ngay chẳng mê chị vật nhi bỏ quật nâng thế ạ nơi trở lọt ngay tì đọc bua đọc rằm bật sân chia mập hay bởi thế ngay còn anh trở lọt ngay tì mập hay bởi xong tớ ngay tì đọc buồn nơi thế ngay để mê chị vật nhi thế ạ chẳng lúc ra tài mê chị vật nhi thế ạ nơi bê để quật rung phê chủng mối nghĩa tơ miên cá miền côn bản tơ ảnh được không cả miền côn bản ta bớt dân chỉ quật kê nơi chủ mối kia khó thằng ngày mê chủ vượt nhì thật lẹ tràn thằng ngày ở nâng quật ảnh miền côn bản này chạy sát đáy sở bê để quật màu rực đời cư phía tràn ọt ảnh miền côn bản này vì ảnh được miền côn tay phía rồi tịch bóng phật đối chứ này bớt dân chỉ bóng ôn cất thà ạc ca bia bán có lọ đáy đồng bày cầm ôi thật lối ngay bần tay phía tràn cư ọt ảnh miền côn nơi bê để quật màu rực đời ghê đời xa tại ở quạt ắt miên mê chủ vật nhi thề nơi nơi ngày đại quạt mà rất đời gì đôi nhà khổ bị chạm mặt đông hai đồng tiền tiền trong ai nâng miên phi rồi tích mình tết đại quạt ai nâng miên mê chủ vật nhi thề nơi cầm lòng về đại quạt mà rất đời đôi chân này bông ôn ai ở tam đan vọt rất đời được bọc luôn ai ban bát sơn chỉ trong bình dìa cần nơi được coi trong vô côn tam để chạm vọt rất đời được bọc ở sợi tay tái trời mà tha ca mò rật đời bỏ dân nâng tiền tuột là ó hơi dân chăm nơi ngay để dân mò rật đời bỏ xin chị bóng ôn ọt chăm hơi qua rật đời bỏ dân ọt tiền tuột có dân ọt ai cầm nọt ca kê nơi chú mùi kênh đậm bày dô côn rư có ca bình dê cần nọt bán này bỏ xin chị bóng ôn canh để chú bác bóng ôn ai chôn mơ vi tổ môn bán bè bóng chú mùi nâng ở ca bình dê cần nọt nơi đào dân mơ từ tam vọt rật đời rồi bỏ sạch trầy tam chiếc vọt rật đời rồi bỏ sạch trầy bóng ôn ọt miên ai bộ bà ai bỏ xin chị dân mơ rật đời ngày na chân dân chám dân vô vọt rật đời bỏ dân nâng chai chú mùi nâng phi tớ dân đăng thẳng ngay để mê chú vượt lẹ nâng nâng ngày nay tay vì cho nên trẻ bông ôn vì ọt ai mà rối phía rối tha mê chỉ vượt thật liệt vô tha ngay tì đập pram cư ngay tì đập pram mà rối phía rối ta mặt đó người vì ai ngay tì đập pram tụ bay ngay tì đập pram chỉ ngay mê chỉ vượt nhì thật liệt mấy bàn tay con ai những thật liệt ngay tì đập buôn rồi còn đập bay ở vì ọt tiên khi bàn tay ai nơi trở lọc bê nâng dân ai ở sân kê tạm đạt bàn bàn tay nơi bê môn bông ôn ai trẻ ở tư 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 mê chỉ vượt chmô ai tư rôn chằm mê chỉ vượt nhì thật liệt ban rồi chạm bê bay ngay rồi con ai từ về tha từ rôn chấm giờ mà đây tha dân ai rôn phê rồi dân ai cây nơi chủ mũi khi nên là phê đại môn quật mà thì mẹ chủ vật nâng bay tháng ngày rồi có cầu nâng bay tháng ngày cứ thị rồi cho nên quật ai miền cổ bàn ok ngày nâng miền tập nâng ở con trai bóng phổ ở khi miền chúng ngót bóng phổ ai comment bàn nhé rồi biết rôm nằm nết nằm bay ban con pro cha để tôi chủ mũi nâng cả anh vót cả rôm nằm nết nằm bay từ tụ ban con pro គឺគូស្វាមីភរិយាត្រូវធ្វើការរួមដំណេកនៅពេលយប់ហើយក៏ត្រូវតอมការរួមដំណេករឺក៏ការរួមភេទនឹងមួយអាទិត្យមុនធ្លាក់មេជីវិតញីចាអញ្ចឹងក៏ត្រូវនៅជាមួយគ្នាឲ្យចំថ្ងៃដែលធ្លាក់មេជីវិតញីឬក៏ថ្ងៃក្រោយធ្លាក់មេជីវិតញីមួយថ្ងៃតែម្ដងឧទាហរណ៍ថាស្ត្រីគាត់មានវរដ៏ 23 ថ្ងៃអញ្ចឹងគាត់អាចនៅជាមួយគ្នានៅថ្ងៃ14 15ព្រោះចំថ្ងៃធ្លាក់មេជីវិតគឺគាត់អាចទទួលបានកូនប្រុសចាមួយទៀតគឺតកតងជាមួយនឹងប្រពន្ធគឺគាត់ត្រូវមានទឹករំអិលច្រើនជាងមុនភាគីប្តី